Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tỉnh ta đã cử hai vận động viên tham dự giải vô địch cúp các câu lạc bộ boxing toàn quốc năm 2019 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk. Giải có sự tham gia của 140 vận động viên đến từ 30 tỉnh thành trong cả nước. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 11 hạng cân. Kết thúc thi đấu, đoàn boxing tỉnh ta giành được 2 tấm huy chương. Trong đó, vận động viên Phan Thị Phượng đã giành huy chương vàng hạng cân 48kg. Vận động viên Đào Thị Huệ giành huy chương đồng hạng cân 54kg. Thành tích này đã đưa Hưng Yên trở thành tỉnh duy nhất có 100% vận động viên tham dự giải đều giành huy chương và cũng đánh dấu sự trở lại của huy chương vàng môn boxing sau 4 năm tìm kiếm. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Tô Hiệu trên địa bàn xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu vừa xã hội hóa xây dựng hai sân bóng đá nhân tạo với kinh phí trên 2 tỷ đồng. Hai sân bóng mini nhân tạo của trường đã góp phần tạo thêm sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên địa phương, đặc biệt là vào dịp hè. Trung bình mỗi ngày có từ 20 đến 30 người đến rèn luyện và thi đấu giao hữu tại sân. Không chỉ góp phần làm phong phú thêm những điểm chơi thể thao tại xã, mà sân cỏ nhân tạo này cũng là điểm yêu thích rèn luyện bóng đá của rất nhiều công nhân xung quanh khu vực. Xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ có 4 thôn, thì cả 4 thôn đều có câu lạc bộ bóng bàn. Mỗi câu lạc bộ tập trung trên 20 thành viên yêu thích và luyện tập bóng bàn. Do điều kiện kinh tế địa phương còn hạn chế nên chưa có nhà luyện tập bóng bàn riêng. Những người yêu thích bóng bàn chủ yếu luyện tập ở sân nhà văn hóa hoặc tại những gia đình có khuôn viên rộng rãi. Bàn bóng và các chi phí liên quan hoàn toàn do người dân đóng góp. Phong trào chơi bóng bàn của xã Thiện Phiến đã có từ hơn 10 năm nay. Số lượng người tập luyện bóng bàn của xã mỗi ngày một tăng. Xã trở thành một trong những địa phương có thành tích dẫn đầu về môn bóng bàn của huyện. Thôn Dâu, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào có phong trào tập luyện môn bóng bàn rất phát triển. Tuy nhiên, địa điểm để luyện tập cho người dân thì rất hạn chế. Nắm bắt được điều đó, năm 2018, ông Hoàng Ngọc Thanh đã tự nguyện dùng đất của gia đình mình, đồng thời bỏ kinh phí trên 70 triệu đồng để xây dựng nhà bóng bàn rộng trên 100m² để những người yêu bóng bàn ở địa phương đến tập luyện. Từ ngày có nhà luyện tập bóng bàn mới, số hội viên của câu lạc bộ bóng bàn thôn Dâu ngày càng tăng lên, các hoạt động giao lưu bóng bàn với các thôn trong xã cũng như các câu lạc bộ bóng bàn trong huyện, trong tỉnh được tổ chức thường xuyên hơn. Câu lạc bộ cũng đã giành nhiều huy chương vàng, bạc tại các kỳ hội thao bóng bàn do tỉnh tổ chức. Thưa quý vị và các bạn, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm là một địa phương đã vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Cùng với việc học tập tấm gương Bác Hồ về lao động sản xuất thì người dân Đình Dù còn rất tích cực luyện thể thao theo gương Bác Hồ. Gần 7 giờ tối, nhưng ở các sân bóng chuyền, bóng đá và võ thuật ở xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, mọi người vẫn hăng say luyện tập thể thao. Luyện tập thể thao từ lâu đã như một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân nơi đây. Tham gia thể dục thể thao thì tôi thấy trong người mình cũng như các mọi người khác cũng ai cũng kêu là đi đánh khỏe người ra. Hôm nào mà không đi đánh thì cảm thấy mỏi hơn. Xã Đình Dù có 5 thôn với gần 10.000 dân. Cả 5 thôn đều có sân luyện tập thể thao cho người dân sinh hoạt. Các môn bóng đá, bóng chuyền hơi, cầu lông, đi bộ, võ thuật là những môn thể thao thu hút đông đảo người dân luyện tập. Số người tham gia tập thể thao năm sau cao hơn năm trước. Đến nay đã có trên 50% số người dân tham gia luyện tập thể thao thường xuyên. Việc luyện tập thể thao của người dân nơi đây sở dĩ phát triển mạnh, một phần là do nhân dân đã hưởng ứng và học tập việc rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ. Tất cả toàn dân là phải học tập mà làm theo lời Bác rồi dặn rồi. Thể dục thể thao nó là như thế để vừa là nhìn tăng cường sức khỏe và để mà có sức khỏe bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ như thế là làng xóm. Vì thế cho nên là cái số người tập thể dục thể thao bây giờ như thế ngày càng tăng lên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao, địa phương đã rất quan tâm xây dựng cơ sở vật chất cũng như tổ chức hoạt động thể thao phong phú đa dạng. Phong trào thể dục thể thao thì trong những năm vừa qua thì rất là quan tâm. Các nhà trường rồi là các thôn đều có sân vận động, đều có điểm vui chơi cho các thế hệ từ người cao tuổi cho đến các cháu thiếu nhi. Về phong trào thì các câu lạc bộ từ câu lạc bộ dưỡng sinh rồi là câu lạc bộ bóng chuyền hơi và các câu lạc bộ thể dục thể thao khác đều được rất là phát triển. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi người dân yêu nước. Học tập tấm gương rèn luyện thể thao của người, mỗi người dân Đình Dù nói riêng và mỗi người dân Hưng Yên nói chung đang tích cực rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào thể thao ngày càng lan tỏa sâu rộng.
bình nước nóng Rossi Sapphire, sản phẩm cao cấp của tập đoàn Tân Á Đại Thành. Quý vị và các bạn thân mến, phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.